Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Điện Minh Nhật. Ngày hôm nay Xe Điện Minh Nhật tiếp tục lên sóng giới thiệu cho tất cả các anh em trong bộ môn xe đạp thể thao, cũng như các anh em đang có ý định mua một chiếc xe đạp thể thao làm phương tiện tập thể dục mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe. Đó. Đây nhá. Hiện tại mình đang đứng ở hệ thống xe điện Minh Nhật, cơ sở 1, số 42 đường Lê Thế Tổ, thành phố Ninh Bình. Đó. Ngày hôm nay thì xe điện Minh Nhật lên sóng giới thiệu cho anh em ở khu vực Ninh Bình cũng như anh em toàn quốc một dòng mẫu MTP mang thương hiệu GLX. GLX chính là cái thương hiệu hàng nội địa anh em nhé. Và cái chữ GLX này, cái mức giá của nó cao hơn một chút so với hàng, nó ghi hẳn ra là Galaxy. Đó, Galaxy với GLX cũng là cùng một mẹ thôi, nhưng một hàng xuất sang nước khác và một hàng nội địa. Đó, thì cái hàng nội địa này được đánh giá là chất hơn và nó có một cái phong cách nhìn nó ngầu hơn một chút so với hàng có chữ là Galaxy mọi người nhé. Ngày hôm nay thì Minh Nhật giới thiệu cho anh em dòng MTB có mã là xin lỗi anh em, tôi đang nói chuyện thì có một sự cố xảy ra nhỏ thì tôi đã khắc phục xong rồi. Đó, thì tôi xin nói tiếp với anh em là giới thiệu với anh em hôm nay chính là con MTP có mã là CT20. Đó, con này trong phân khúc giá dưới 5 triệu thì anh em có một sự lựa chọn tuyệt vời đối với con này. Nó gần như có đầy đủ những thứ cần thiết ở trên một chiếc xe MTP. Ví dụ như quả thụt đây, nó là được làm thụt chất liệu bằng thép cao cấp này và có nút khóa hành trình anh em nhé. Đó, và cái thứ hai là về bộ chuyển động, con này sử dụng bộ chuyển động gạt lip là Tony này, gạt đĩa là cũng là của Shimano Tony. Đó, và ưu điểm của con này có quả lip là lip 8 tầng và bộ đĩa là ba đĩa anh em nhé. Là con này tổng cộng 38-24 tốc. Đó, thì tha hồ cho anh em trải nghiệm luôn, thật là tuyệt vời. Đó, với phân khúc mà dưới 5 triệu thì anh em có thể tham khảo được thêm những cái mẫu khác của thương hiệu khác, nhưng tuy nhiên thì cái điểm nổi bật nhất trong những cái mẫu đó thì cái con GLX này là nổi trội nhất về cấu hình cũng như về thương hiệu, chất lượng anh em nhé. Thì xíu nữa tôi sẽ công bố giá của em này đang bán tại Minh Nhật. Đó anh em nhé, con này sử dụng hai cặp lốp là 26 nhân, đây anh em này, 26 nhân 2.10 này. Anh em, cặp lốp béo mềm, đi rất là êm sướng. Lốp chính hãng luôn, CST O-Tailing. Đó, vỏ vành được trang bị vành hai lớp, vành nhôm cao cấp anh em nhé. Và khung sườn sở hữu là khung nhôm cao cấp với bộ tem. Tôi nghĩ là bộ tem này của Galaxy họ thiên về sự nổi bật. Đó, rất là đẹp, bộ tem rất đẹp. Đó, anh em nhé, phối tem khá là đẹp. Khung con này là khung nước sơn, là nước sơn về tông màu đen sần, rất là khỏe xe. Đó. Yên của này, yên chính hãng Galaxy này, GLX luôn, yên rất là mềm mọi người nhá, mềm lắm, êm. Đây bộ chuyển động, đây bộ chuyển động bấm, đây bấm xả đây. Đó, có Shimano anh em nhé.
phốt tăng này, phốt tăng nhôm, ghi đông, sắt. Đó, con này tuyệt đẹp luôn. Đặc biệt là con này trang bị Meyer trước và sau bằng bạc đạn. Mọi người nhá, trục cũng bằng bi bạc đạn luôn. Nên là độ trớn của nó khá là tốt, chạy rất tốt. Đó. Đó. Với một cấu hình thật là tuyệt vời và phân khúc giá dưới 5 triệu đồng thì anh em khó có thể lựa chọn một con xe nào MTB mà qua được mặt con GLX CT20 này. Ngay sau đây giá em nó chỉ với 4.500.000 đồng. Đó, thì các bạn sở hữu ngay được chiếc xe này, 4.500.000 đồng anh em nhé. Sở hữu ngay được con xe này, giá cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ khuyến mại luôn anh em nhé. Khi mua xe điện thì khi mua xe đạp thể thao tại Minh Nhật thì anh em sẽ được tặng thêm những phần quà kèm theo của phụ kiện trị giá lên tới 350.000 đồng. Anh em liên hệ ngay theo số điện thoại 0916 99 522. Bên Minh Nhật có thể ship COD cho các bạn toàn quốc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.